Dạ. Có đưa bức tranh cho tao không? Không được đâu. Bức tranh này là mình vẽ tặng quà sinh nhật cho chú Julian mà. Nhỏ này, nó không thích nhẹ nhàng, nó muốn mình mệt. Mày muốn tao mệt đúng không? Ok, thích thì chịu, tao sẽ làm cho tao mệt cho mày vừa lòng của mày đi. Bây giờ đưa chưa? Em làm cái gì hả? Chị xin lỗi, chị sẽ không xài cái muỗng đó nữa đâu. Tâm Anh, em xài cái muỗng này đi. Trời ơi. Hết cái muỗng nhỏ này chưa đủ sao giờ bà thím? Rồi tới cái muỗng này nữa. Bà thím có biết muỗng này của ai không? Của má Thiên Hạ đó. Trời ơi. Hai chị em mấy người làm tôi già trước tuổi. Hai cái muỗng này đụng đấy đây. Ba xuống liền. Đi con. Tôi xin hai chị mấy người cho tôi có tuổi thơ của tôi đi. Đừng cướp tuổi thơ tôi nữa. Ha. Mệt mỏi quá. Ba, chờ con với. Như một bà cụ non. Ủa. Dạ con chào chú. Con là ai vậy? Dạ con là người giúp việc mới. À, mong chú giúp đỡ con. Ừ. Đi vô con. Con làm gì vậy? Con thích. Nhìn gì? Vô lượm, nhiệm vụ mà. Thôi đi lên. Có mùi gì thối quá. Con nói gì vậy? Ủa, người chị đâu có mùi gì đâu. Với lại chị lớn tuổi hơn em mà. Sao em nói kỳ vậy? Tôi thích á thì sao? 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 Tính thật tôi hả? Ăn đây nè, ăn đây. Thôi nè. Đi lên. Không biết sống sao cho vừa lòng với mọi người nữa. Ah!
cái con này ra, mày còn đụng cái Julio và Antonio của tao không hả? Không được đụng của đồ của tao. Đồ dơ bỏ. Đồ dơ bỏ. Cái đồ đáng ghét. Buông mình ra. Mọi người ơi, cả nhà ơi, con này nó ăn trộm đồ con nè. Mình không phải ăn trộm mà buông mình. Mày ăn trộm chứ ai ăn trộm? Không phải đâu, không phải đâu, cái này là em gái chị mà. Chị đi ra, chị đứng lại tôi hả? Là chị, chuyện gì vậy con? Nó ăn trộm đồ con á. Con là ai? Sao trong nhà của chú? Dạ không phải đâu chú, cái này là em gái của con á. Em gái hả? Dạ. À, vậy là hai chị em ở trong nhà này hả? Dạ. Đúng rồi. Ba cho nó vô làm giúp việc nhà mình đó. Rồi tiện cho để trong phòng quần áo luôn. Dạ. Cái con này. À hả con gà, cái con đi giết nó. Ôi con gái nó giết gì mệt quá. Ôi. Con tên gì? Con tên Tâm. Tâm gì? Tâm Tâm. Em chứ nghe mùi tanh đúng rồi. Dạ, không phải đâu. Em gái con tên là Tâm Anh. Đồ tanh 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 hẹn chi mùi tanh đúng rồi. Chị con nhỏ này, trời ơi, mày bắt cái gì mày cười hoài vậy? Đừng đánh con đau nó. Nó hỗn láo kìa. Để con dạy nó. Mọi người ơi, đến lấy xe ông ngoại đánh con nè. Dạ, trời ơi, con ơi. Ông về đâu. Mày không chịu hả? Mày hỗn láo được. Mày, thằng này con mà đau nó. Con với cái, cháu với chắc. Chán quá ngoài chơi. Cúc cúc cúc. Cho hỏi phải nhà của cô Tâm Anh không? Đúng rồi, đây là nhà của cô Tâm Anh. Tôi là Tâm Anh, cô là ai? À, tôi là Tâm Ý. Tôi muốn gặp quý cô Tâm Anh. Dạ, xin mời vào. Hôm nay cô tới đây có chuyện gì không? Tôi đến để biết cô Tâm Anh nè. Anh ra rồi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ủa em làm gì vậy? Hai người đi ra ngoài chưa? Dám ăn cắp thùng của tôi hả? Ủa cái này đâu phải ăn cắp đâu. Cái này là đồ bỏ mà. Đồ bỏ gì mà đồ bỏ? Cái này của chị mà. Không đi đúng không? Đi ra chưa hả? Chui ra chưa? Nhà của Tâm Anh, nhà của Lâm Chi thì có. Được bỏ không mong cho mấy người đâu. Chị ơi, đó là thùng của mình mà. Cậu chơi nhà búp bê với con nha cậu. Bây giờ con sẽ chui vô trong cái thùng này nè. Rồi cậu tới, cậu gõ cửa. Con hỏi là có ai ở nhà không nha. Cũng được. Hỏi là tôi muốn đến thăm Lâm Chi, có Lâm Chi ở nhà không. Rồi hiểu chưa, nhớ chưa, bắt đầu nha. Nhớ rồi. Rồi chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Vậy nha. Cậu ơi, gõ đi cậu. Gõ nhanh đi. Ở trong này lông tóc đâu nha cậu. Cậu ơi. Cậu ơi cậu. Ngợp rồi đó cậu. Bắt đầu ngợp rồi đó nha cậu. Cậu ơi, ở trong lông tóc đâu nha cậu. Gõ nhanh đi cậu. Cậu ơi, gõ đây. Hay là chị em mình chơi cái này đi. Đó là cái gì vậy chị? Cái miếng này ở trong thùng xốp hồi nãy nè. Nè, nó kêu nghe dư tay ghê ha. Á. Hay là hai chị em mình thi coi ai bóp nhanh hơn nha. Dạ. Bắt đầu nha. Dạ. 1, 2, 3. Cô Tâm Anh bóp nhanh ghê ta. Nhưng mà tôi cũng bóp nhanh hơn cô Tâm Anh nhiều. Ủa tao. Cái này của chị mà. Cái này là chị. Đồ bỏ mà. Hả? Đồ bỏ gì mà đồ bỏ?
mệt ghê. Cái gối hả? Cái gối chết tiệt. Em làm cái gì vậy? Làm bé sốc mặt luôn nè. Con bé đúng là ngang ngược mà. Thôi Tâm Anh đừng có buồn nữa nha. Để chị tìm trò khác vui hơn cho em nha. Nhưng mà trò gì vậy chị? Anh hai ơi, anh hai chơi này với em nha. Nè nè, nghe thử nè. Đó, thấy đã tay chưa, thấy không? Ủa, sao hôm nay anh em ngọt xớt vậy? Cái thái độ nè đâu? Em sẽ không gọi nè với anh hai nữa, mà sẽ gọi là anh hai. Anh hai ơi, chơi cái này với em nha. Khoan, anh thôi cũng chưa đủ, phải lễ phép hơn nữa, phải cầu khẩn hơn nữa. Là anh hai ơi, mời anh hai chơi với em nha. Nha, nói. Anh hai ơi, mời anh hai chơi với bé làm chi nha. Nha. Giỏi, lúc nào cũng phải như vậy nghe chưa? Dạ, mình bắt đầu chơi nha anh hai. Ủa anh hai đâu vậy? Tự chơi một mình đi. Nè, cái rồi đấy. Tự chơi một mình thì em sẽ dễ thắng không? Nè, thấy không? Vui quá trời nè. Vui quá trời luôn. Các em, thứ bảy này á, chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu bình chọn lớp trưởng. Nên là các em nhớ bỏ phiếu nha. Các em đã nghe rõ chưa? Dạ. Yeah. Nếu như bạn nào muốn làm lớp trưởng hoặc muốn chọn bạn nào thì thứ bảy này các em nhớ bỏ phiếu đầy đủ nha. Dạ. Yeah. Vậy hôm nay ai sẽ điều khiển lớp giúp cô nè? Dạ con, để con làm cho. Được rồi, để em làm. Cả lớp đứng lên. Làm lớp trưởng là phải học giỏi nha con. Bây giờ người ta cần khả năng lãnh đạo hơn đó ba. Nè, ai vậy? Ai mà gan mà dám bầu con làm lớp trưởng vậy? Hả? Dạ con á cô. Nam Chi nói là nếu không bầu cho bạn ấy thì bạn ấy sẽ đập con. Con cho ăn bánh mì quá. Mẹ cho con ăn bánh tét đó thì có. Ê, cái họng có lớn không? Đừng có nói lớp trưởng nha, hiệu trưởng nó còn làm được mà. Yêu. Mẹ thấy con làm giỏi không? Con xứng đáng được làm lớp trưởng chứ. Cái gì đây? Ăn đi. Bạn cho mình ăn đó hả? Bạn sẽ bầu cho ai vậy? Hả? Thì dù bầu lớp trưởng á, bạn sẽ bầu cho mình đúng chứ? Mình nên suy nghĩ lại. Vậy bạn bầu cho tao hả? Đâu có đâu, mình giỡn thôi mà. Tất nhiên là mình sẽ bầu cho bạn rồi. Đúng rồi, hai tụi mình ở chung một nhà, đương nhiên mà bạn... lộn. Đương nhiên bạn phải bầu cho mình rồi đúng không? Mình cần bạn giúp đỡ. Mình giúp gì? Đại loại như là gì mà xin mọi người giúp đỡ gì bầu cử cho mình á. Vận động bầu cử. Đúng rồi. Bạn da đẹp mà, mình cần bạn giúp. Nhất định phải giúp hả? Đúng rồi, mọi chuyện trông cậy vào mày. Mọi chuyện trông cậy vào bạn. Coi như là tụi mình ăn chung thuyền rồi đó. Lâm Chi à, mẹ nói sai rồi đó. Phải là ngồi chung thuyền mới đúng chứ. Không. Đúng rồi, ngồi chung thuyền. Máy yêu Tâm Anh, máy yêu. Alo anh Quang hả? Em Lâm Chi nè. Em nghe nói anh giỏi thiết kế luôn đúng không?
em muốn nhờ anh in cái hình của em lên cái áo á. Cái gì? Bận cái gì mà bận? Được phục vụ cho một người xinh đẹp như em thì bận cỡ nào cũng phải làm, biết chưa? Mày! Quên. Bạn, bạn giữ cho đẹp đẹp với mình nha. Cái hình này á, mình treo trong lớp để bầu cử á. Bạn làm đẹp đẹp với mình nha. Làm gì? Số 3! Làm gì? Số 3! Ý bạn. Nè, bạn nhớ bầu cho Lam chi số 3 nha. Lam chi số 3, nhớ chưa? Nhớ. Mấy yêu. Trời ơi, không có cho thêm cục nữa nè. Thêm số mấy? Số 1. Số 3. Số 3. Mấy yêu. Trời ghét quá. Làm gì? Số 3. Làm gì? Số 3. Xin mời các bạn ổn định chỗ ngồi trong giây lát. Lam Chi này có đôi lời muốn nói với các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phan Đỗ Lam Chi, số 3. Mong các bạn sẽ bầu cử mình làm lớp trưởng. Ồn quá, ai mà chẳng biết tên bạn chứ. Im lặng chưa, muốn chết hả nhỏ chăm ra. Xin lỗi các bạn vì trong giây phút gián đoạn vừa rồi. Ngoài Lam Chi này ra thì không còn ai có thể làm lớp trưởng được nữa. Xin nhờ mọi người giúp đỡ. Tôi xin hứa với các bạn, nhất định tôi sẽ làm lớp trưởng tốt nha. Mãi yêu. Mãi yêu. Lên đổi Lam Chi số 3 nha. Nhớ nha. Lớp chung mình nếu không có Lam Chi thì còn vui gì nữa. Người giỏi nhất là Lam Chi. Người giỏi nhất là Lam Chi. Cho mình nè, nhắm vào cho mình số 3 nha. Thích nè, hơn bạn nha. Thoải mái, xíu của bạn. Tự nhiên, nhắm vào cho Lam Chi nha. Cảm ơn hai bạn. Nhiều lên, ăn gì ít vợ. Ăn nhiều là nhớ phải bầu cho Lam Chi số 3 nha. Ok. Nhắm vào cho Lam Chi nha. Nhớ bầu cho Lam Chi số 3 nha. Số 3 đó nha. Cảm ơn hai bạn nhiều. Ủa, sao nhìn bạn lạ quá. Học sinh mới hả? Đâu có đâu, gần học lớp tới bên á. Bạn chịu bầu mình làm lớp trưởng, mình sẽ mời các bạn về nhà mình ăn sườn nướng mỗi ngày cho đã. Ngoài ra vào kỳ nghỉ hè, mình sẽ mời các bạn vào Disneyland ở Mỹ chơi cùng với gia đình của mình. Còn nữa, khoan đã Lam Chi. Gì vậy? Mình vẫn chưa đọc xong mà. Nhưng mình còn tặng mỗi bạn 10 bộ quần áo và một chiếc điện thoại. Bạn có thực hiện được hết không? Thực hiện gì? Thì mấy câu bạn hứa đó, ăn sườn nè, đi Mỹ nè, tặng 10 bộ quần áo, cả điện thoại nữa. Bạn có làm được hết không? Sao mình biết được mấy chuyện đó? Bạn không chắc thì sao lại hứa? Thì mình chỉ hứa đại vậy thôi. Trước mắt mình phải làm được lớp trưởng rồi những chuyện đó sẽ tính sao. Vậy là những lời bạn hứa chưa chắc là thực hiện được hả? Bây giờ lời hứa mà là quan trọng hả? Có làm được lớp trưởng hay không thì mới là quan trọng kìa. Mọi người đâu phải đồ ngốc, ai mà bị mấy câu này lừa được chứ. Đưa đây, mình sửa cho. Gì vậy? Lớp của Lam Chi đang bầu lớp trưởng nên Lam Chi đang tập đọc diễn văn á. Hả? Gì? Nó là lớp trưởng? Lớp trưởng nhà vệ sinh thì có. Thằng này không biết lễ em còn. Cái người mà chưa từng làm lớp trưởng như anh á thì đừng có xé giao chuyện ha.
Không phải là anh không được làm, mà tại vì anh không thích thôi. Thôi nè, mình làm anh á thì mình không giúp em mà thôi, còn đứng đó mà ngồi mà kiếm chuyện. Làm chi à? Coi chuẩn bị xong hết chưa? Dám có được không á? Con đang hừng hực khí thế trong người đây nè mẹ. Làm chi à? Tự nhiên ba thấy hồi hộp lây quá. Trời ơi, ngoài con ra thì còn ai có thể làm lớp trưởng được nữa. Mẹ cũng hồi hộp quá à. Ba nói cái giọng nói của nó hả, làm được hiệu trưởng còn được đó nha. Làm chi? Con nhớ nha, bằng mọi giá con phải giành được chức lớp trưởng này về cho mẹ, nghe chưa? Làm chi này luôn ghi nhớ trong lòng. Đó, ra dáng hiệu trưởng thấy không? Thì quá con gái rồi. Xin chào tất cả các bạn, mình là ứng cử viên số 3, Phan Đỗ Lam Chi, chính là tên của mình. Nếu tất cả các bạn chịu bầu mình làm lớp trưởng, mình xin hứa mình sẽ cống hiến hết sức mình và không làm các bạn hối hận. Số 3, Phan Đỗ Lam Chi. Phan Đỗ Lam Chi này đã sẵn sàng, hãy bầu cho mình Phan Đỗ Lam Chi số 3. Chúng ta bắt đầu kiểm phiếu nha. Dạ. Phiếu đầu tiên mang tên Lam Chi. Ủa, là con hả? Ôi chi. Lam Chi. Ủa, là con đó hả? Ôi chi. Lam Chi. Là con nữa, trời ơi, siêu con nữa. Anh kêu em ngồi xuống. Em chỉ mới có một phiếu thôi. Làm phiếu kế tiếp. Bích Trâm. Là kế tiếp nữa. Cũng là Bích Trâm. Và lá phiếu cuối cùng. Cái đồ đáng ghét. Là cái phiếu đó cô Lam Chi đó cô. Cả lớp trật tự, giữ im lặng. Được rồi, vậy lớp trưởng năm nay đó chính là Bích Trâm. Bích Trâm, em lên chào cả lớp đi em. Đừng có đánh con nữa mà. Anh có biết là nó hư hỏng lắm hay không? Không đánh nó làm sao mà được chứ. Thôi con nó đang buồn lắm rồi, đừng có xác đi nỗi đau của nó nữa. Đau thì buồn thì sao? Anh có biết là bây giờ nó giang hồ lắm hay chưa? Thôi. Không vậy là nó hư nữa. Buồn ra. Thôi mà em. Hư hỏng lắm nghe chưa? Con học ai tính giang hồ vậy hả? Không bầu lớp trưởng thì thôi đi, còn quay qua bạn nữa. Tại lên đại món nào tụi nó cũng ăn hết rồi mà không gì bầu cho con. Trời. Còn cái chuyện mà mua chuột bạn bè vậy nữa hả? Mẹ thấy người ta không bầu con là lớp trưởng là đúng rồi đó. Không quá đi mà. Con buồn lắm chứ bộ, mẹ đâu có biết đâu. Con đâu có làm gì sai đâu mẹ đánh con. Cái gì mà ồn ào vậy hả? Con biết là con là lớp trưởng. Ủa
bị làm sao nữa vậy? Đòi lại lớp trưởng đó. Chú thấy đi nè. Không được. Làm chi? Không. Nè. Đánh em đi. Sao mà ông kêu con không xuống? Con đang muốn cô đơn mình. Ờ, cô đơn rồi. Thôi giờ chọn lớp trưởng xong rồi ông cho con lên lầu nha. Lớp trưởng? Ừ. Nhà này làm lớp trưởng chi ông? Bởi vì dạo này ông thấy nhà mình nó lộn xộn quá, cho nên ông muốn chọn ra một lớp trưởng để bình ổn. Đó. Và bây giờ cái danh sách ứng cử viên gồm có hai người. Thứ nhất là Tâm Mỹ, thứ nhì là Lam Chi. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Giờ vậy, ai đồng ý chọn Tâm Ý làm lớp trưởng thì giơ tay lên. Con chọn Tâm Ý. Cái thằng này coi như là Tâm Ý là một phiếu. Bây giờ ai đồng ý chọn Lam Chi làm lớp trưởng thì giơ tay lên. Hai tay luôn. Rõ ràng rồi ha, đa số thắng thiểu số. Vậy kể từ bây giờ, Lam Chi, con sẽ là lớp trưởng trong căn nhà này. Chúc mừng lớp trưởng! Nói cái gì đi, mình lớp trưởng, mình phải phát biểu chứ. Rồi, phát biểu lớp trưởng. Đó đi con. Mình phát biểu gì ta? Phát biểu gì cũng được. Cảm nghĩ. À, cảm nghĩ. Ừ. Con xin hứa, sau này con sẽ làm lớp trưởng thật là tốt. Yeah! Wow! Con cần phải là lớn gì không? Điếc tai. Thẳng lên không? Quyền, sao không làm theo con nữa? Tất cả, chào ông, chào. Dạ, con chào ông ạ. Ừ. Chào ông. Ông ơi, nếu như mà không có nghe lời lớp trưởng á thì mình phạt sao không? Sao lại vậy? Lớp trưởng là cái người đại diện cho ông. Ừ. Thì phải nghe lời chứ. Đúng. Nè lớp trưởng, ai không nghe lời con cứ ghi tên để ông phạt. Ngạc nhiên. Ghi tên là vô. Phan Đỗ Trạng Nguyên. Mở ngoặc Trạng Ngu. Tiến sĩ vắng mặt hả? Thám hoa quá mặt. Chạy hả? 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 Ổn à. Minh Ngọc có mặt. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy ơi! Có được chạy đâu? Im lặng coi. Ê! Tôi! Chạy hả? Tôi chạy ơi! Nè! Tôi bắn cái đầu hả? Có được! Chạy đâu đi! Coi chừng chút nữa kìa. Ghi tên vô cho biết mặt nè. Kỳ nè, Kỳ Quang và Trạng Nguyên ồn ào trong nhà. Đó. Ủa Lâm Chi, em làm gì vậy? Chị, tối nay có thật sự đúng không? À không, tối nay mình ăn cá mà. Đã biết người ta ghét cá rồi mà còn ghi tên vô luôn. Tâm nè, Ý, chống đối lớp trưởng. Chống nè, đối. Lần sau em mà còn vi phạm, cô sẽ xử phạt nặng, biết chưa? Em đi về chỗ đi. Dạ. Lớp trưởng lên cô biểu.
đâu hết trơn rồi. Đi báo với lớp trưởng, ghi tin vô cho biết mà. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.